Xin chào mọi người, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn là cách điền cái đơn xin visa Ấn Độ online nhé. Đầu tiên thì như thường lệ thì Ngân đã viết rất là chi tiết ở trong bài này rồi. Nhưng mà vấn đề là Ngân viết từ năm ngoái thì năm nay thì cái form thì nó cũng có một số cái thay đổi. Cho nên là vì một số bạn có hỏi Ngân, cho nên là bây giờ Ngân sẽ làm thêm một cái video này để hướng dẫn lại cho các bạn nào chưa biết nhé. Thấy ở đây có cập nhật một chút cái thông tin là từ tháng 4 năm ngoái ấy, thì cái visa này đã tăng cái thời gian lưu lại ở Ấn Độ cho khách du lịch từ 30 ngày lên thành 60 ngày. Rồi với cái số lần ra vào là 2 lần. Rồi cái thời gian mà bạn xin visa online, tức là thay vì trước đấy là bạn phải xin là trước 30 ngày, nhưng mà bây giờ bạn có thể xin trước tới 120 ngày. Rồi trước khi các bạn bắt đầu điền cái đơn này thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị những cái giấy tờ sau. Thứ nhất là ảnh 2x2 nền trắng. Rồi các bạn chụp xong thì các bạn bảo họ copy vào cái USB của các bạn, cái file như thế này. Rồi cái dung lượng thì dưới 1 MB. Thì đấy các bạn, nếu mà nó nhiều hơn thế thì các bạn có thể tìm các cái phần mềm để giảm cái dung lượng của cái ảnh xuống nhé. Tiếp theo là cái hộ chiếu các bạn mang đi scan. Tôi nghĩ các bạn scan này chắc ai cũng có sẵn cho máy rồi. Thì các bạn scan cái trang đầu tiên, cái trang có hình nhé. Rồi sau đấy lưu lại file dưới 300 KB. Nhớ là cái này sau khi các bạn scan xong thì các bạn chuyển thành cái file PDF, sau đấy mới upload lên. Sau đấy thì các bạn sẽ phải chuẩn bị thêm các cái thẻ như là thẻ Visa, Master, Credit hay là PayPal để đóng tiền online. Tất cả cả những cái thẻ này mà khi mà các bạn đóng tiền ấy, thì các bạn đều phải trả thêm phí. Như mình sử dụng cái PayPal này thì cũng phải trả thêm khoảng hơn 1 USD tiền phí. Rồi cái tiền phí, cái khoảng thời gian đấy thì mình đóng là 48 USD. Thì hiện tại bây giờ để xem cái phí thì các bạn có thể xem ở cái trang này. Đây, các bạn tìm Việt Nam. Hiện tại bây giờ cái phí là 50. 50 mà cho 2 lần nhập cảnh thì cũng ok. Rồi bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu điền cái visa Ấn Độ nhé. Đầu tiên các bạn vào cái trang này. Đây để mình mở to lên cho các bạn dễ nhìn. Đấy, tức là cái trang nó sẽ như thế này. Nó có rất là đầy đủ các cái thông tin. Cái phần đầu tiên đây về cái e-visa này thì họ có thể, họ ghi hết những cái thông tin các bạn cần biết ở đây. Các cái bước mà các bạn phải làm. Đây. Cái trang này để các bạn điền này. Cái trang, cái link, cái tab tiếp theo ấy là các bạn điền dở. Thì các bạn, như các bạn, ví dụ như các bạn bận cái gì đấy mà muốn điền lại thì các bạn có thể vào phần này. Phần này là cái phần các bạn nếu mà chưa kịp đóng tiền ấy, thì có thể vào đây để đóng. Đây là các bạn kiểm tra cái, tức là kiểm tra xem cái visa các bạn đã được approve hay là chưa. Rồi đầu tiên mình vào cái phần này ha. Đây, trang đầu tiên. Này, các bạn chọn cái loại hộ chiếu của các bạn. Các bạn chọn cái này nhé. Đây, quốc tịch các bạn chọn Việt Nam. Các bạn nhập cảnh vào cái sân bay nào thì các bạn chọn vào đấy. Ví dụ như mình là cái này. Ngày tháng năm sinh của các bạn. Mình ví dụ ấy nhé. Đây đi. Ví dụ đi. Cái ngày dự kiến các bạn sẽ nhập cảnh vào Ấn Độ, mình ví dụ như ngày này đi ha.
ê, cái này làm cái, tức là họ hỏi cái thông tin visa mà các bạn muốn làm. Bạn sẽ làm cái e-tourist visa này. Các bạn chọn cái đầu tiên là để sang du lịch ngắm cảnh này kia. Hoặc là bạn nào mà sang gặp bạn bè, người thân thì có chọn cái thứ hai. Bạn nào sang học yoga thì chọn cái thứ ba ha. Sau đấy các bạn điền cái phần này vào. Bấm vào đây. Rồi bấm sang trang tiếp theo. Trang này thì các bạn sẽ phải upload cái ảnh của các bạn lên và cái trang hộ chiếu của các bạn. Ở đây các bạn sẽ điền những cái thông tin gồm có họ của bạn, ví dụ nhé, đây là tên, thì ví dụ như mình có thể viết luôn là vậy đi. Giới tính, ví dụ nha, thành phố sinh, nơi sinh, quốc gia đấy. Đây các bạn có thể điền cái này, các bạn có thể điền cái số chứng minh nhân dân của các bạn, ví dụ như vậy đi nhé. Đây bạn nào ví dụ như bạn là đạo Phật thì bạn chọn cái này, hoặc là các bạn theo đạo Công giáo thì có thể chọn cái phù hợp, mình thì mình chọn cái này. Cái này là cái đặc điểm nhận dạng của các bạn, thì các bạn nhìn trên mặt của mình ấy, thì cảm thấy trên mặt có cái gì mà để cho họ nhận dạng thì các bạn có thể điền vào. Như mình ví dụ như thế này nhé. Hoặc là đây các bạn có thể thấy mình có ghi trong bài ví dụ thôi. Đây. Trình độ học vấn thì mình cũng không hiểu họ bắt điền cái này làm gì, nhưng mà các bạn cứ điền vào, ví dụ các bạn tốt nghiệp đại học hay là như thế nào ấy, tốt nghiệp đại học thì bạn điền vào đây, chọn cái này ha. Đây cái phần này, cái phần này thì trong bài nếu bạn để ý thì mình cũng có hướng dẫn các bạn. Đây. Ví dụ như bạn chọn cái này tại vì các bạn sinh ra là đã là người Việt Nam rồi ha. Đây, các bạn đã từng sống ở cái nơi nào mà trên 2 năm khi mà các bạn đã nộp cái này thì các bạn có thể thuê. Đây, các bạn chọn yes cũng được hoặc là no. No, thường thì các bạn nên chọn no tại vì các bạn sống ở Việt Nam thôi đúng không? Đây các bạn điền số hộ chiếu, nơi phát hành hộ chiếu, ngày, ví dụ như chọn ngày này đi nhá, ngày hết hạn hộ chiếu. Đây ví dụ như các bạn đang điền ấy thì các bạn nhớ lưu lại cái số này để khi nào mà mình đang điền mình bận ấy thì mình có thể bấm chọn cái này để thoát ra, và sau đấy khi mà rảnh thì có thể vào và điền cái số này để nhập lại ha, để điền lại. Mình tiếp tục sang trang tiếp theo.
Đầu tiên là các bạn sẽ điền họ này. Cái này thì các bạn điền số chứng minh nhân dân của các bạn. À, ví dụ như mình nghĩ nếu mà các bạn chọn order thì các bạn phải điền cái đạo các bạn vào đây rồi các bạn. Nếu mà các bạn cứ điền tùy theo người Việt Nam mình thì cứ điền này cũng được. Ở đây. Các bạn điền cái đặc điểm nhận dạng của các bạn ha. Đây như mình có điền như này ha. Trình độ học vấn. Cái câu này tức là các bạn lấy cái quốc tịch là tức là mình sinh ra thì mình đã có quốc tịch rồi đúng không? Thì các bạn chọn cái này. Thế số hộ chiếu. Ngày phát hành hộ chiếu của các bạn ha. Ngày hết hạn. Cái này các bạn chọn no. Sau đấy các bạn sẽ bấm cái này để sang trang tiếp theo. Thì bạn nào mà bận thì có thể bấm cái này. Sau đấy các bạn lưu lại cái số này trước, sau đấy bấm cái này, thì khi nào các bạn rảnh thì các bạn có thể vào lại và điền cái con số này để tiếp tục điền ha. Đây trang tiếp theo, các bạn điền cái thông tin địa chỉ mà các bạn đang ở hiện tại, ví dụ như các bạn đang ở dài quá, các bạn điền ngắn gọn thôi nha. Thật ra nó cũng không quan trọng lắm đâu. Các bạn điền số điện thoại vào đây. Sau đấy các bạn có thể ví dụ như cái địa chỉ thường trú này mà giống cái ở trên đó, thì các bạn bấm chọn cái này thì nó sẽ copy xuống dưới này ha. Cái này sẽ là thông tin về bố và mẹ của các bạn. Ví dụ về thông tin bố của mình ha. Ừ, quốc tịch. À cái này không cần. Cái này là cái quốc tịch trước đấy. Cái này các bạn không cần điền ha. Cái này tình trạng hôn nhân. Cái này câu này các bạn chọn no. Công việc hiện tại của các bạn. Ở đây thì các bạn có thể chọn công việc hiện tại. Xem nào. Cái này hồi xưa là tự điền vào ấy, bây giờ thì họ họ bắt mình điền vô. À, họ bắt mình chọn chứ. Thì các bạn cứ bạn làm việc gì thì các bạn chọn đúng với công việc đấy ha. Đây, ví dụ như thế này đi. Chọn này đi ha. Rồi các bạn điền công ty của bạn vào. Cái này các bạn không cần điền, các bạn chỉ cần điền những cái mà có đánh dấu sao đỏ thôi nhá. Và đây các bạn điền địa chỉ.
số điện thoại của công ty, không cần điền cũng được, không sao. Ở đây câu này, các bạn chọn no. Người ta hỏi là các bạn có từng phục vụ trong quân đội hay không ấy. Sau đấy các bạn chọn tiếp tục. Ở đây cái trang tiếp theo ấy sẽ là những cái thông tin về chuyến đi Ấn Độ của các bạn. Đây, đây là những cái nơi mà bạn sẽ đến thăm ở Ấn Độ. Ví dụ như mình thì đúng này đi nha. Đây, ở đây họ cũng cho các bạn thấy luôn ấy, là cái visa này là các bạn sẽ được ở, ở Ấn Độ trong 60 ngày. Và đây là dạng double, tức là các bạn được xuất nhập cảnh 2 lần ha. Đây, đây là cái nơi, ví dụ như cái sân bay mà các bạn sẽ xuất cảnh ở Ấn Độ. Các bạn chọn vào. Ở đây là cái thông tin về những cái visa trước đây của các bạn. Ví dụ như các bạn mà lần đầu tiên các bạn đến Ấn ấy, thì các bạn chọn no. Ví dụ mà các bạn đã từng đến Ấn rồi thì các bạn chọn yes. Sau đấy các bạn điền những cái thông tin, ví dụ như cái địa chỉ mà các bạn nằm ở Ấn Độ trước đấy, thì các bạn điền cái địa chỉ khách sạn mà các bạn đã từng ở, rồi các cái thành phố mà các bạn đã thăm ở Ấn Độ. Xong rồi cái visa Ấn lần trước của các bạn ấy, thì các bạn kiểm tra cái email thì họ sẽ gửi vào trong cái đấy cho các bạn ha. Rồi cái loại visa, rồi cái nơi mà xuất cái visa đấy cho bạn. Rồi coi như chọn no đi. Cái câu này hỏi là bạn đã từng bị từ chối cái visa hoặc là gia hạn ở Ấn chưa. Các bạn chọn no luôn nhé. Đây là những cái quốc gia mà các bạn đã đến trong vòng 10 năm, thì các bạn cứ kể hết ra. Các bạn cứ kể hết ra nhé. Nơi kể thôi, đừng chấm 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 như mình. Ở đây để xem mà hôm nào mình đã hướng dẫn các bạn như thế nào cái đoạn này. À đây, những cái quốc gia này á, thì các bạn họ hỏi là bạn đã từng đi đến cái quốc gia này chưa, thì các bạn có thể Google là xem cái quốc gia này là những cái quốc gia nào. Đây, các cái quốc gia này thì gồm có đây những cái đất nước này. Đấy, nếu các bạn đã từng đến một trong những cái đất nước này thì các bạn điền cái thông tin vào đây ha. Như mình ở đây các bạn thấy trong cái hướng dẫn thì mình đã từng đi Sri Lanka rồi, thì mình sẽ điền vào. Ví dụ các bạn cũng có thể chọn no, đỡ mất công điền. Ở đây là cái địa chỉ ở Ấn, thì các bạn điền cái thông tin cái khách sạn mà các bạn định ở ha. Cái này các bạn điền thông tin người thân để liên lạc ở Việt Nam. Ví dụ như mình điền thông tin này đi. Sẽ bạn lưu lại và trang sang cái trang tiếp theo. Ở cái trang này ấy thì các bạn sẽ tải cái ảnh lên nhé. Nhớ là phải tải đúng cái yêu cầu của họ thì họ mới cho tải, chứ không là rắc rối lắm. Và đây mình ví dụ mình lấy ảnh của chú này ở trên mạng đi. Đây các bạn. Tiếp tục sang cái phần này là cái phần tải cái hộ chiếu của các bạn lên. Hãy nhớ là đọc kỹ những cái thông tin mà họ yêu cầu cái hộ chiếu phải như thế nào ha.
đây thì những cái file của bạn phải là PDF, cái size thì là ít nhất là 10 và lớn nhất là 300 ha. Ở đây mình cũng ví dụ một cái, đây mình cũng tải ở trên mạng. Đây, cái trang này thì bạn sẽ là kiểm tra hết những cái thông tin của các bạn xem có đúng hay chưa. Nếu mà đúng thì bấm vào đây. Còn nếu mà sai thì các bạn bấm vào đây để sửa ha. Và đây các bạn thấy họ sẽ hiện ra cái phí visa là 50 USD. Và đây các bạn sẽ có thể chọn thanh toán bây giờ hoặc là thanh toán sau. Rồi các bạn chọn cái này. Ở đây mình chọn cái này ha. Họ sẽ được chuyển sang một cái trang của ngân hàng, cái cổng thanh toán của họ để thanh toán. Ở đây có các cái sự lựa chọn như là các bạn có thể thanh toán qua cái credit card hay là debit. Các bạn lưu ý cái phần này. Mình không biết là ở Việt Nam mình ấy thì nhiều khi có nhiều người bị sai ấy. Ví dụ như cái thẻ của các bạn là cái thẻ gì? Thẻ debit là cái thẻ tức là cái thẻ này là không phải là cái credit, là cái thẻ ghi nợ đúng không? Thẻ này là các bạn phải nạp tiền vào, các bạn có trong đấy thì các bạn cũng có thể dùng được ha. Ở đây các bạn cũng có thể chọn thanh toán qua PayPal, thì tự nhiên bạn có tài khoản ở đây ha. Rồi các bạn nào có credit card thì có thể chọn cái này. Các bạn nhớ là phải chọn đúng cái ha. Chứ bạn ví dụ như cái thẻ của bạn là thẻ ghi nợ credit mà bạn chọn cái này thì chắc chắn là không thanh toán được rồi đúng không? Hay hoặc là các bạn chọn cái này thì các bạn bấm vào đây. Ở đây các bạn sẽ thấy có phí. Đây các bạn thấy khi mà các bạn chọn cái này ấy, thì các bạn không cần phải login. Các bạn có thể thanh toán qua cái thẻ debit hoặc là credit card ở đây ha. Thì như lần trước mình có hướng dẫn các bạn thanh toán qua PayPal thì các bạn cứ bảo mình là họ bắt phải login, nhưng mà thật ra không phải login. Các bạn có thể điền cái thông tin thẻ ở đây luôn và để thanh toán ha. Sau đấy cái phần cuối cùng thì các bạn chọn cái này ha. Đấy, thế thôi, xong rồi thanh toán. Sau đấy chờ họ gửi cái email báo là thành công và có visa như bài mình đã giới thiệu ở đây là được ha. Rồi, chúc các bạn may mắn. Chào các bạn nha.